Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn đó chính là bản mod skin mới nhất sau cập nhật các bạn nhé. Nói chung là trong bản này chúng ta sẽ có gần 20 skin đó, rất là ngon và xịn sò luôn, toàn skin hot pick các bạn nhé. Và đầu video bạn đang xem clip của mình thì đừng quên là cho mình xin nút like, đăng ký kênh này để mình có các phần quà dành tặng tới cho tất cả bạn nhé. Rồi và sau đây thì chắc là các bạn sẽ cùng mình chúng ta trải nghiệm các skin ở trong bản mod này, xem chúng ta sẽ có skin gì các bạn nhé. Ok, và nói chung là đầu tiên không thể thiếu được thì các bạn vẫn có, đó chính là skin của Floor tinh hệ. Đó, skin này mà thiếu được thì hơi bị toang đúng không bạn nhờ. Tiếp theo này thì các bạn sẽ có các skin ví dụ như là Nekros Killua này, Murad Zenitsu này các bạn. Đó, rất là ngon đúng không? Elsu này, skin Elsu thì chúng ta sẽ có Chấn Thiên Phi Hồ nhá. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có Rat Chiến Thần Muay Thái. Skin này chơi thì tất nhiên là các bạn rất là thích rồi. Ari Bích Hải Thánh Nữ này, skin này mình đánh giá ấy, là đẹp nhất của vị tướng Ari rồi. Tướng Nguyên Vệ Thần cũng không đẹp bằng luôn các bạn ơi. Skin này đẹp hơn cả tướng Nguyên Vệ Thần được các bạn nhá. Ngoài ra thì chúng ta có các skin, đó có các skin sinh nhật trong dịp này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Vera này. Đây, Vera skin sinh nhật này các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có skin của Severa. Đó, skin này rất là đẹp luôn các bạn nhá. Skin này skin mới luôn đấy. Ở đây thì mình thấy là chúng ta có thêm skin của John nữa, John sinh nhật dành cho bạn, chúng ta test thử nhá. Skin này có tên là ký giả đấy các bạn. Ok, tiếp theo để mình xem coi chúng ta có thêm các skin khác, ví dụ như là Quetelen, Nghịch Thiên Long Đế này, rồi là Gian Tanjiro nhá, để mình chọn vào các vị tướng đó luôn nha các bạn. Đây, mình kéo xuống phía dưới đây, đâu rồi ta? Đây, mình sẽ chọn sang phần đấu sĩ nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào Gian luôn các bạn nhờ. Đốt sĩ mà mình vẫn chưa thấy Gian ở đâu cơ. À đây rồi. Đây, chúng ta sẽ có Gian Tanjiro nhá. Rồi là có Bride Toshizo này. Đây, mình sẽ chọn vào vị tướng Bride luôn cho tất cả bạn xem. Nói chung là các bạn đang xem những kênh của mình thì nhớ là ủng hộ thật là mạnh trên kênh, là mình sẽ có các bản mod mới để dành tặng cho tất cả bạn thôi. Đây là skin của vị tướng Bride các bạn nhá. Có thêm này. Đây, có thêm một số skin khác, ví dụ như là skin của Chrissy, ui quá là thích luôn đúng không bạn nhờ. Và Butterfly này, Butterfly ở đâu rồi ta? Đây, mình sẽ chọn vào Butterfly luôn. Butterfly thì chúng ta sẽ có Kim Ngư Thần Nữ các bạn nhá. Và trong video này các bạn sẽ cùng mình chúng ta test qua skin mới của vị tướng Severa đi các bạn nhờ. Severa kèm theo là vị skin mới của Veda đấy bạn nhá, tại vì skin Veda ấy cũng là skin sinh nhật luôn, nên là mình sẽ test qua để cho các bạn xem nhá. Đây, chúng ta cùng chọn Severa luôn. Và trong bản này ấy thì mình có chia ra file dành cho máy yếu này và máy mạnh này, nên là các bạn thoải mái để chúng ta lựa chọn nha các bạn ơi. Ok, sau đây thì chúng ta sẽ cùng vào trong thao trường trước đã bạn nhá, chúng ta test thử qua skin trước đã. Tiếp theo thì mình có vào trong huấn luyện xong rồi này, thì mình sẽ nâng cấp các chiêu thức lên luôn. Đó, cộng vàng này, ok. Ở đây thì mình thấy là ngoại hình của skin Vera này ấy khá là đẹp. Và sắp tới nhá, skin này sẽ được phát free toàn server luôn các bạn ơi. Hiệu ứng các kiểu nhìn rất là đẹp, mình thấy là có đôi cánh này, nhìn cũng ok các bạn nhá. Đội cho mình một chiếc mũ phù thủy. Đây, chúng ta cũng có thể xem qua skin của Severa ở bên kia nhá. Hiệu ứng các kiểu này, ui nhìn đẹp thật sự luôn các bạn nhờ. Mình bật hủy hồi chiêu cái cũng là hết máu các bạn ơi. Sorry các bạn, mình bật miễn khống chứ. Ok, ở đây thì mình nhấn nhầm đổi tướng nên là mình sẽ cộng chiêu lại các bạn nhá. Chúng ta cùng test qua luôn. Nhưng mà các bạn mod ấy, chúng ta gặp lỗi các kiểu thì các bạn có thể chọn về skin mặc định nhá. Các bạn chơi skin mặc định là ok nhất, không gặp một cái lỗi gì luôn. Ok chưa? Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ test qua chiêu 2 các kiểu này. Đây là khi mà chúng ta dùng chiêu 2 nhá. Hiệu ứng rất là đẹp luôn. Skin của Severa nhìn cũng rất là chất lượng. Ở đây mình sẽ tốc biến lên, dùng luôn chiêu 2 nhá. Ui nhìn đẹp thật sự nhờ. Khi mà chúng ta dùng chiêu 2 thì sẽ có một hiệu ứng ở phía trên đầu cái tướng địch kìa, nhìn rất là chất nhờ. Dùng luôn chiêu cuối cho tất cả bạn xem nhá. Đây là khi mà chúng ta dùng chiêu cuối đây. Không biết là các bạn đánh giá về skin của Veda này nó như thế nào thì nhớ là comment phía dưới cho mình biết nhá. Chứ mình thấy là skin sinh nhật tặng free toàn server như thế này thì quá là ngon, quá là chất luôn rồi các bạn nhờ. Tiếp theo thì mình sẽ chọn luôn skin của John nhá. Đây mình sẽ nâng cấp lên này.
cộng luôn châu cuối, châu 2 và châu 1 này. Skin của John này thì chúng ta sẽ không có hiệu ứng biến về đâu nhé các bạn ơi. Nhưng mà theo mình đánh giá ấy, là hiệu ứng chiêu thức các kiểu nó rất là đẹp luôn. Đây mình test qua hiệu ứng cho tất cả các bạn xem này. Khi mà chúng ta bắn thường ấy, nó sẽ tích nội tại ở trên đầu hình mắt cú này, hình đầu ấn cú ấy, màu tím. Ui, chất thật sự luôn. Đây, test luôn châu 2 cho các bạn xem. Đây cho em dùng chiêu 2 nhá. Và khi mà dùng xong các bạn sẽ bắn chiêu nội tại này, đẹp thật sự đúng không bạn? Skin này mình đánh giá là quá là ok đấy, sắp tới thì sẽ được mở bán các bạn ơi. Đây giá là hình như là hơn 200 con huy gì đó, cũng khá là ok. Đây chiêu cuối này, chiêu cuối nhìn quá là chất lượng luôn các bạn nhờ. Rồi và sau đây thì chắc là mình sẽ hướng dẫn tới cho tất cả bạn cách để chúng ta mod skin này, chúng ta trải nghiệm luôn các skin ở trong bản mod này luôn các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn giải thoát ra ngoài cho mình và chúng ta vào Set Play tải giúp cho mình một ứng dụng tên là Zachiever các bạn nhá. Ở đây mình vào Set Play rồi, các bạn chỉ cần tìm kiếm một tên ứng dụng tên là Zachiever thôi. Đó, các bạn sẽ cài đặt ứng dụng này và các bạn mở ra cho mình. Đó, ở đây thì mình cài đặt xong thì mở ra nó sẽ có giao diện kiểu như thế này. Các bạn sẽ tìm đến thư mục tên là Download cho mình nhá. Thì ở trong đây ấy các bạn thấy này, sẽ có một file zip tên là mod skin liên quan mới nhất mùa S4/2024. Thì file này mình sẽ để phía dưới phần bình luận để các bạn tải về nhá. Sau khi tải về xong nó sẽ có ở trong phần download nó như thế này. Đó, và các bạn chỉ cần nhấn vào file zip này thôi, nhấn vào giải nén tại đây này. Đó, ok, sau khi mà giải nén xong nó sẽ yêu cầu một cái mật khẩu, thì các bạn sẽ ghi giống hệt như mình đây các bạn nhá. Xong nhấn ok này thì nó sẽ giải nén thành công ra file ở ngay phía trên đây. Đó, thì các bạn chỉ việc nhấn vào thôi. Trong đây sẽ có 3 file dành cho máy mạnh, máy trung và máy yếu. Máy bạn nào máy tầm trung thì cài cái này, máy mạnh thì cài trên, còn máy yếu cài dưới cùng nhá. Ok, mình máy mạnh nên mình sẽ chọn vào máy mạnh này. Trong đây sẽ có các thư mục dành cho Android và iOS, thì mình sẽ chọn vào Android các bạn nhá. Mình dùng Android. Ok, trong đây thì sẽ có thư mục tên là gì sâu xét, thì các bạn sẽ giữ vào file này cho mình. Chọn vào sao chép này, xong rồi các bạn chọn vào bộ nhớ thiết bị này, chọn vào mục Android này, chọn vào mục data này, và tiếp theo các bạn chọn vào tập tin tên là com.gana game kgvn này, các bạn chọn vào cho mình. Tiếp theo nhá, các bạn sẽ chọn vào phần file luôn, và sau khi vào trong đây các bạn sẽ nhấn vào vòng tròn màu xanh góc bên tay phải màn hình, click vào áp dụng thay thế này, thay thế một cái vậy là ok. Chúng ta đã cài thành công rồi các bạn nhá. Sau khi mà các bạn cài mod thành công xong thì chúng ta chỉ việc vào game mà chúng ta trải nghiệm thôi. Đó, các skin rất là ngon và xịn sò như thế này. Nếu mà các bạn chán đi rồi ấy, chúng ta muốn xóa mod đi, thì các bạn chỉ việc chúng ta thoát ra ngoài này. Đây, mình sẽ thoát ra ngoài cho bạn xem. Và các bạn sẽ nhấn vào nút cài đặt cho mình. Đây, và nhấn khôi phục nhanh. Ok một cái, vậy là chúng ta đã sẽ xóa mod thành công rồi, các bạn vào lại game thôi. Ok chưa? Giờ video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn lại tất cả bạn trong những video sau nhá.